Hai đây mọi người thì mình cũng đã đến rồi, thì bây giờ mình sẽ xuống. Wow, ở đây nhiều gái lắm. Đấy, đây gái Trung Quốc này mọi người. Đấy, nhiều nhiều gái lắm này mọi người. Nhưng mà gái Trung Quốc không, mình cảm thấy không xinh bằng gái Việt Nam mình. Đấy. Không biết có gái xinh không? Wow, đây là đến một cái thành phố lớn rồi. Đấy, của mình đấy mọi người. Wow. Thấy không mọi người, thấy đẹp không? Đấy. Đấy, đây. Đấy. Nhưng mà mình đi này mình chẳng thấy là không gái ở bên này thì thành phố cũng không thấy là không đẹp bằng gái Việt Nam mình thì không đẹp bằng đây cái thành phố lớn đấy, thành phố ra thành phố Côn Minh đây Hai Cẩm Đường. Không biết là nói chuyện với gái Trung Quốc có như ở dưới Hà Khẩu mình không, hay có sợ bị oánh không? Thôi thì mình cứ chia sẻ cái hành trình của mình đi thôi. Và có gì thì mình sẽ quay và chia sẻ cho mọi người thôi. À, quý vị khán giả thân mến, trên kênh Tuấn Vlog chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì bấy lâu nay thì em Tuấn cũng bận công việc và cũng không làm được clip ấy. Thì hôm nay em Tuấn có một chuyến đi vào xa ở bên Trung Quốc. Thì mình muốn chia sẻ cho mọi người là vào Trung Quốc cần những gì và ngủ ở bên đấy cần những thủ tục gì. Thì hôm nay mọi người của mình sang bên đấy nhá. Thì hôm nay mình có chuyến đi khoảng là hơn một tháng đây, cái sổ hộ chiếu của mình cũng đã dán visa hơn một tháng rồi thì mình sẽ đi vào sang bên đấy và sẽ đi phương tiện và trên chuyến hành trình của mình đi thì mình sẽ quay và chia sẻ cho mọi người nhé. Thì mình cũng một mình thôi, đây cái sổ hộ chiếu của mình đây, đây visa đây, đấy mọi người, đây visa của mình đây, đấy thì mình đi mình cũng không biết nói tiếng Trung đâu mọi người, đấy thì mình có phải dùng cái máy phiên dịch của mình, đấy dùng máy phiên dịch 138 ngôn ngữ của mình để mình đi quay và chia sẻ trải nghiệm những cái cảnh đẹp ở bên đấy và địa điểm du lịch ở bên đấy xem có những cái gì nhá. Đây thì ở phía đằng sau mình đang là cái cửa khẩu quốc tế Lào Cai rồi. Đấy, từ nhà mình đến đây cũng phải 40-50 cây. Đấy thì mình đang đợi một người bạn đấy, để đi cùng, đấy, một người anh đấy, đi cùng mình để quay và chia sẻ hành trình của mình. Ai visa thì mình chưa đi visa, bây giờ Tuấn đi sổ thông hành thôi. Ai thì không biết ở sang bên Trung Quốc là ngủ bên đấy cần những thủ tục gì và sang bên đấy có những cái cảnh đẹp gì và điểm du lịch gì hot đấy, và xem gái Trung Quốc ở bên thành phố có xinh gái không. Ai thì mọi người hãy xem cái clip này, nhấn like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Ok cả. Đây mọi người thì một mình đi được một đoạn thì mình đã đến bên Trung Quốc đóng dấu rồi, đến là bây giờ có một chiếc xe ô tô đấy, đón mình đi vào chỗ tàu ga. À đây. Ni hao. Hello. Hello. Đây mọi người, đây là một chiếc xe, đây là xe taxi ở bên đấy. À. Cho tôi hỏi từ đây đến bến xe tàu mất khoảng bao nhiêu tiền? Ok, 20 tệ là khoảng 70.000. À. Đợi một chút. Đợi anh bạn của tôi xong rồi chúng ta đi. Đợi của bạn của tôi xong rồi chúng ta đi. Ok. Các bạn làm nghề gì vậy? Chúng tôi đi chơi thôi, không làm nghề gì cả. Đi du lịch. Chúng tôi đi chơi thôi, không làm nghề gì cả. Đi du lịch. Tôi nghĩ là làm trực tiếp. Tôi tưởng là phát sóng trực tiếp. No. Không. Ok, xin chào. À đây mọi người, đây là một chiếc xe taxi ấy mọi người. Đấy. Đây. Đấy. Đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ di chuyển đi trên bến tàu xong mình sẽ bắt xe đi rồi sẽ chia sẻ tiếp cái hành trình của mình đi Thượng Hải này, Bắc Kinh này. Ok mọi người. Let's go. Đây mọi người thì bọn mình đã di chuyển đến cái khu vực bến tàu để mua vé tàu xong mình di chuyển tiếp đến một địa điểm khác này mà. Đấy, bên tàu của bên Trung Quốc cũng khá là đẹp này. Đấy. Anh đây là chỗ mua vé hay tạp hóa đó? À, tạp hóa. Đây mọi người. Ở đây thì cũng khá là vắng này mọi người. Đây là một cái tạp hóa mini. Đây là tạp hóa mini. Ô anh bến tàu này vắng nhỉ? À. Vắng nhỉ, chả thấy. Mua vé đâu? Không biết mua vé ở đâu. Ở trong này, mua vé trong này. Không biết mua ở đâu. Đây người Việt Nam mà.
Đấy, đây mọi người. Đây mọi người, mình cho mọi người xem đây. Đấy, đây là một cái bến tàu của bên Trung Quốc. Đấy, nhìn cũng đẳng cấp ấy. Nhìn như kiểu là cái cửa khẩu xuất nhập cảnh ở bên Việt Nam và Trung Quốc luôn. Đấy. Mình thì lần đầu trải nghiệm đi tàu ở bên Trung Quốc thì không biết nó sẽ có cảm giác như thế nào và có biết say không. Đấy, thì mình ở quê ở đồi núi thì cũng chưa được thử cảm giác tàu, thì hôm nay em sẽ quay và thử trải nghiệm sẽ như thế nào nhé. Mình không biết một vé tàu từ đây đi đi khoảng 100 hơn 200 cây số thì khoảng hết bao nhiêu tiền, thì tí mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người nhé. Mọi người, đây ở đây là còn có một cái cổng gác nữa mọi người. Đấy, đây mọi người, thì mình cũng vào trong cái bến tàu này để mình mua một cái vé đi một chặng đường cũng khá là ngắn thôi. Đây, hết 26 tệ là khoảng bao nhiêu nhỉ? Hơn 7 mấy tiền Việt Nam đúng không anh? Trong khoảng 70 chứ. 70, khoảng 70 nghìn. 80. Đấy, như kiểu đi từ đây, nếu mà ở Việt Nam mà đi xe khách ấy thì 40 cây thì mất khoảng 70 nghìn. Còn đây thì chắc là đi xa hơn nhỉ? Đi tàu nó rẻ hơn đúng không? Rẻ hơn. Tàu rẻ hơn. Và nhưng mà cảm giác vẫn rẻ hơn ở Việt Nam. Cảm giác rẻ hơn. Mà nó là rẻ hơn thật đấy. Rẻ hơn. Đây, mình phải đi bằng cái hộ chiếu này mới đi được mọi người. À, đi được. Đây, còn mình thì chưa giờ đi thử tàu ở bên Trung Quốc và Việt Nam mình cũng chưa bao giờ được đi luôn. À, đây. Đấy, ngồi ở trong này đợi như kiểu là đi vào sân bay để bay ấy mọi người. Đấy, bến tàu bên Trung Quốc. Cũng là ok. Đây, thì tí mà mình đi lên xe mình sẽ quay và chia sẻ cái cảnh ngồi trên xe như thế nào nhá, cảm giác lên xe như thế nào nhá, trên tàu ấy. Đây, đây mọi người, thì mình cũng đã lấy vé và cũng đã đợi đến giờ chuẩn bị lên xe rồi mọi người. Đây, mình thì không biết là cảm giác xe như thế nào đây, nhưng mà giờ đã ở đây rồi. Nghe nói ngồi trong này cũng có thể như kiểu say xe luôn đấy, say tàu như say xe luôn. Đấy, có khách du lịch cũng rất là đông. Đấy, rất là đông luôn rồi, đông lắm. Thì mình sẽ di chuyển đi Mông Tự trước, đi khám phá địa điểm du lịch ở Mông Tự rồi sẽ đi đến Côn Minh và Bắc Kinh, Thượng Hải. Đấy, không biết đi được hết không, vì sổ của mình sổ hộ chiếu của mình chỉ làm được một tháng thôi. Đấy, một tháng quay đầu. Đây mọi người có thể nhìn từ trong này vào. Đấy, xe của mình là xe số 3 rồi, G560 đây, đúng rồi, đúng xe này của mình rồi. Đấy, đúng xe này của mình rồi đây, G563. G563 này. Đây là toa số 3. Toa số 3 đây. Mình đang đợi hai anh của mình nữa, rồi mình sẽ đi. Đây là chuyến tàu cao tốc mọi người. Chuyến tàu cao tốc đi cũng khá là nhanh ấy mọi người. Không biết nào, từ địa điểm của mình vừa mình đi là khoảng hơn một tiếng là đến. Hơn một tiếng là mình sẽ đến mọi người. Đây đa số là các cô chú ở Việt Nam ra đây du lịch thôi mọi người. Rất là đông luôn. Đẹp vô cùng. Đẹp vô cùng luôn. Đây. Ở đây mọi người. Con tàu này đẳng cấp ấy. À, nhầm à? Ở đây. Đấy, các tàu mình đi là C560. C560. À, đi. Ê, phải bê, có thể phải bê. Anh xách được không? À, đây. Đây. Đấy. Wow. Đấy, một tàu dài này luôn. Dài này luôn. Trong này rất là nhiều cao luôn. Lần đầu mình vừa nói đây phải nhà sinh à, mình cứ tưởng đây phải nhà sinh. À, đây nhà sinh ở trong này sao? À, đây nhà sinh trong này sao? Đây là cái bồn rửa tay sát khuẩn. Wow, số của mình là B mà nhỉ? 16C. À, chắc ở trên kia. Ở đây mà. Đây là chỗ để đồ. Đây chỗ để đồ hay sao ấy. Đây. Ngồi trên này như kiểu là trên xe buýt thôi mà. Trên xe khách như vậy này. Nhà cảm giác nó. Đây mọi người. Đây thì bọn mình đã đến xe ghế tàu rồi. Đây.
ngồi đây mình được ngồi cái ghế 16A, 16A. Anh ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn ngắm cảnh ở bên Trung Quốc này. Tí mình nhìn sẽ quay và chia sẻ cho mọi người. Vào đây. Đó. Đây mọi người. Đây. Ở trên này thì chụp ảnh thoải mái ạ. Chụp ảnh thoải mái. Hộ chiếu mọi người cầm chắc nhá. Tí nó rơi một quyển hộ chiếu là xử lý rất là vất vả đấy ạ. Chiêu, anh tí đi được ngắm cảnh toàn cảnh ở bên phía Trung Quốc bằng nhìn qua cái cửa sổ kính này. Đấy, rất là mình ngồi cái vị trí này cũng rất thuận lợi. Đang chụp lại cái sổ hộ chiếu chẳng may mất. Cái ghế này cũng khá là êm. Ghế này cũng khá là êm. Đấy, ở đây có cả cái má quét này, cái này thì nhấc này. Đó, lên xuống. Đấy, nó sẽ rất thoải mái. Đấy, okay. Thế. Đấy, đây mọi người thì hiện tại là mình đang đưa tàu đang di chuyển rồi thì tàu đang đi ngược lại này, đấy, ngược lại phía đằng sau mình. Đấy. Mình cứ tưởng là đi phải đi thẳng như này luôn nhưng mà nó lại đi ngược chiều phía đằng sau. Đằng sau nó có một cái đầu ấy, nó kéo đằng sau ra. Còn trước cũng có một cái đầu. Quay đầu. À đây là quay đầu rồi anh. Quay đầu nó đi lùi lại để quay đầu. Có hai đầu mà, tàu này có hai đầu. À đây là đi qua ngầm hầm ấy nhỉ. Đây đang qua hầm. Đây đang qua hầm nó tối. Đây đang qua hầm. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy giờ đang đây là hầm nó đang đen xì. Hầm dài phết nhỉ. Hầm dài phết. Hay là nó xuyên qua núi nhỉ? hầm núi ấy nhỉ? Chắc hầm núi thôi. Dài phết. Tàu này êm. Ngồi đây như kiểu đang không di chuyển đấy nhỉ? Êm lắm. Đủ. Cái này. À đây, đây có cái. À bàn. Tiện phết. Laptop làm việc được ấy nhỉ. Đấy. Có cái bàn. Bàn để đồ ăn, đồ uống. Cũng hợp lý. Việt Nam có này không? Việt Nam có này không? Anh đi tàu Việt Nam nó có khác với Trung Quốc không? Khác nhiều. Tàu Việt Nam mình ghế gỗ. Ghế gỗ à? Ngồi còn mệt luôn ấy. Ui, cái đi qua hầm này xa phết nhỉ, dài phết nhỉ. Việt Nam mình cũng không phát triển mạnh về đường tàu đâu. Bây giờ nhất là tuyến Lào Cai, Hà Nội có bến khách. Toàn qua núi thôi nhỉ. Hiện tại là tàu này đang đi xuyên núi nhá. Cái chuyến tàu này, mọi người đang nhìn thấy mình là đang đi xuyên núi, xuyên hầm ấy. Chương dài thôi. Không phải vào ban đêm đâu. Nhìn như kiểu ban đêm ấy nhỉ. Nhìn như ban đêm ấy. Có một chút ù tai nhá, nếu mà ai có chuyến đi du lịch Trung Quốc mà ngồi tàu ấy, nên mua cái nút bịt tai lại nhá. Đó. Xuyên lâu ấy nhỉ. Cây. Chắc phải hơn chục cây chứ. Đi siêu nhanh luôn mọi người. Chắc phải hơn chục cây mà. Bên họ là dân đông mà. Với cả nếu mà nói về giao thông thì chắc họ là chắc là họ tàu điện này thứ hai thôi. Nhỉ. Cái quả thung lũng này rộng nhỉ. Thật chưa? Ê. Gọi là mịt mù đường. Đây là biên giới mà. Không có chuyện này nữa. Thảo ơi, này. Mình có phải đi qua má quan không nhỉ? Sau này mình sẽ là người tiên phong đấy, mình là người tiên phong đấy. Đi đơn này. Alo. Hai đây mọi người thì mình cũng đã đến rồi, thì bây giờ mình sẽ xuống. Wow, ở đây nhiều gái lắm. Đấy, đây gái Trung Quốc này mọi người. Nhiều gái lắm này mọi người, nhưng mà gái Trung Quốc không, mình cảm thấy không xinh bằng gái Việt Nam mình. Đấy. À, không biết có gái xinh không. Wow, đây là đến một cái thành phố lớn rồi. Đấy, của mình đấy mọi người. Wow, thấy không mọi người, thấy đẹp không? Đấy. Đấy, đây. Đấy. Nhưng mà mình đi này mình chẳng thấy là không gái ở bên này thì thành phố cũng không thấy là không đẹp bằng cái Việt Nam mình thì không đẹp bằng đây cái thành phố lớn đấy, thành phố, đây là thành phố Côn Minh,
với hai cặp đôi. Không biết là anh nói chuyện với gái Trung Quốc có như ở dưới Hà Khẩu mình không? Anh có sợ bị oánh không? Thôi thì mình cứ chia sẻ cái hành trình của mình đi thôi. Và có gì thì mình sẽ quay và chia sẻ cho mọi người thôi. Ở đây là đang thay người, người lại đi trên tòa bên kia ấy mọi người. À, nãy mình đầu bên kia, mình cứ tưởng đầu bên kia đi nhưng mà nó lại đi ngược lại, nó hút lại. À đây, đây gái, gái chung này. À đây cái thang máy đi sao ấy. Đây thang máy này. Wow. Gái đấy. Đi đường nào anh? Anh Long đi đường nào? Đi đường kia. Ủa đây mọi người có thấy gái chung này. Đấy, gái chung ấy, đấy. Đấy, gái chung xinh lắm. À, gái Việt Nam. Không biết là gái Việt Nam gái chung nữa. Nhưng mà mình cũng xinh đấy mọi người. Cũng có ít thôi, không phải nhiều như mình, Việt Nam mình. Việt Nam mình cũng có khá là nhiều. Gái chung xinh phết. Mọi người ạ, thì mình đã đến địa điểm Quân Minh rồi. Và bên kia là cái bãi tàu. Thì hôm nay mình sẽ bây giờ mình sẽ đi xe này đi xe này What? Đi tìm nhà nghỉ trước ơi. À, đi xe này hơi bé, ba người. À bé ở bên cạnh à. Ôi, xe lớn không chọn, đi chọn xe bé tí này. Mời mời mọi người xem. Đấy. Đấy, xe to không chọn. Xe này không chọn mà đi chọn xe này. Đấy. Thôi, không thì mình đi xe này cũng được. À, cái xe này trải nghiệm à? Cái xe này đẹp mà, hào khan này chứ. Chưa. Ở đây là taxi đấy. Taxi à? Taxi cá tư nhân à? À, taxi tư nhân. Không thì mình thế anh mấy anh nhận lời ở đâu à? Xe này rồi. Thế đi xe này. Có mấy cây được mà. À, em ngồi phía bên này à? 5 cây mà 70 nghìn á. À. Ôi. 5 cây 70 nghìn là đắt đấy. Mười mấy nghìn một cây thì cũng như Việt Nam mình thôi. À, ở Việt Nam đi taxi 11 nghìn, 2 nghìn thôi. Cái này đi bao nhiêu? 5 cây 50 nghìn. Thầy không đi taxi đâu, nó có bạn bằng. Mà ông ấy bảo là 5 cây chứ chắc là đến 5 cây đâu. Ừ. Không. Cũng không biết được. Đi con xe ba gác này mình ngồi chặt không được thoải mái. Ờ. Chứ sáng cứ giờ không đứng chưa. Vẫn là chỗ đang còn. Tên được cũng đang còn. Bây giờ vẫn tên cũng không được thoải mái mấy nhỉ. Đồ thì vứt ở trong cái như này. Đây là đi cuộc sống trải nghiệm. Dân giá, bình dân. Dân giá. Này không, để trên này vẫn có chỗ để đồ này. Này dân giá này mà. Này. À, đây lại còn mời mình đi xe ôm nữa. Nani, đi đâu? Không biết. Không biết. Đây đi xe này. Đây có 3 xe. Đi 3 xe rồi. Không biết là đi xe nào luôn mọi người. Đây. Ở đây thì có một xe thì đang mời đi con này cũng chắc là cũng xe điện thì cũng sang phết mọi người. Đây. Thì bây giờ có 3 xe không biết đi phân vân xe nào đây. Đấy, 3 xe. Đây. 3 xe này không biết phân vân đi xe nào. Một xe ôm này, hai xe ba bánh này. 4 xe kia.这里人去哪里了？为什么我们犯人看没有啊？没有人啊？太少人了。这是犯罪人啊！这是不是重信？这是不是重信？啊，不是重信，重信在城里面。不是城市重信。啊啊，好啊，这是先。那就你经验呗，你经验。去公安局，哎，先。那，这个是经验呗，对吧？đến khi mà mình vào thành phố của họ ấy, mình sẽ thử book một chuyến taxi loại thương gia loại VIP nhá, để xem họ phục vụ mình như nào. À,
mới này thấy bác này cũng già rồi, bác ấy dẫn mình từ trong sân ga ra. Anh em là ủng hộ trên tinh thần ủng hộ thôi. Cái này là anh em mình trên tinh thần ủng hộ thật. Vì bác có tuổi rồi. Đây mọi người này, có điều hòa luôn nhá. Điều hòa luôn nhá. Khung theo. Hoài là Ní khung theo hoài là không theo phở. Ní sư mứng dữ dấn mà. Hả? À? Ní sư mứng dữ dấn mà. Ủa sao mông dữ dấn mà. Mông dữ dấn. Người dân ở đây. Đấy, đây mọi người. Đấy thì bọn mình cũng đã đi đến bên giờ đi tìm nhà nghỉ. Đây là cái khách sạn thôi. Nhà nghỉ bình dân thôi. Đấy, bọn mình ở nhà nghỉ bình dân thôi mọi người. Đấy, đây. Đấy. Còn sang bên kia kìa. Bên này là cái dãy chợ cũng khá là bình thường thôi. Đây này, đây mọi người, đây là cái khách sạn ở chỗ mình ở đây, bình dân thôi. Đây, giá bình dân thôi. Đấy. Như kiểu là khách sạn như phòng trọ bình dân ở chỗ mình thôi. Đây cái phòng trọ này thì ở đây là nhà nghỉ này thì cũng khoảng 80 tệ thì cũng hơn gần 200.000. 80 tệ là hơn 200, đấy 250 này. Đấy. Cũng rất là bé thôi. Đấy, có rèm. Mà được cái quả view nhìn cũng chill phết, nhìn tít xuống dưới này này. Đấy. Đây là bọn mình ở đây thì phải có hộ chiếu cho người ta muốn ngủ bên này thì phải có hộ chiếu cho người ta chụp này. Đấy, chụp ảnh này, chụp ảnh mình như này như kiểu đi vay nợ luôn. Đấy, và cái này nữa. Đấy, dùng cái sổ hộ chiếu này, và trong này thì đã được tặng kèm một gói mì tôm này và hai chai nước lọc miễn phí. Đấy, có cả cái thì cũng khá là chịu, mà phòng này cũng hơi bé. Đấy thì bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi ở đây, xong ngày mai mình sẽ tiếp tục hành trình nhá. Ok.